nó dấu hiệu là bị úng là nó sẽ bị rái thấy tình trạng này thì bạn nên cắt cái phần trên để cứu những cái cây nó bị hơn. Đây là cái lá nó sạch bị héo thì là để có thể nó bị rụng lá đó. Đó có một cách gọi là cứu nó bằng cách là cắt từng phần thân trên này ra để phơi nắng, để khô, để như vậy để vài ngày để cho nó khô cái vết cắt này, rồi mình chặt xuống lại để có thể là cứu được cây, chứ không thì mình để đây thì nó rụng hết luôn, rụng không còn cộng này hết như thế này, cũng như thế này. Cắt là cứu cây bằng cách này thôi, ống lá là mình bị ống lá hay không? Chứ không phải là cây nó bị rụng lá từ từ mà mình phải làm cách này rồi. Trường hợp mà nó cây nó bị gì á là do đất nó bị ướt ẩm quá rồi mà không có để mà nắng, cái hai là không để mà nắng thì nó gây ra cũng rất ẩm quá. Sau khi mà để nó khô vài ngày á, nó khô cái lớp vết cắt này rồi á, mình trồng lại, mình trồng lại bình thường thôi. Lại nếu mà nó không có bị ống nữa, nó lại ăn nó sống lại thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là cái cây mà bạn hỏi nó bị vàng lá, bị sắp hư, mình cắt ra trồng ra mấy cái này.